và ai cũng tới lấy cái nước mía, nước mía hết, cái này nước mía như là hơi đắt á. Đó thì quảng cáo đi, mất. Lần đầu tiên mới thấy xôi mít nha cả nhà, món này món lạ nha. Cái này cái món này em thấy là sẽ lạ đó, là chị mới làm sau này ha, ở đâu chị biết? Lâu rồi làm phụ đâu rồi. Không, mà món này là chị làm đây ha, có tờ ở bên Việt Nam. Và chị này chị chế đó. À, tức là do mình chế ra. Chế ra. Đó, ngon không? Cái khẩu này bánh xèo. Bánh xèo. Rồi đẩy cái đĩa ra đâu lên đi ai ăn. Wow, cái ba, quay lên. Đủ đây nè. Đó, mấy cái của cái cục gì ngon ngon á. Cái gì xanh xanh đó. Wow. Đó, cái ngon này quá. Ngon lắm á. Dạ. Có nhiều chúng khoai môn, khoai lang, khoai mì với lại cái ỉ giòn á, ỉ giòn màu xanh có lá dứa. À, khoai lang là cái màu vàng. Vàng. Dạ. Yeah. Khoai mì, khoai môn, khoai lang, khoai mì. Wow, ngon quá. Quay lên á, dạ. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Xả không heo ngon lắm. Wow. Đó, đúng một thế. Dạ. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Giờ này ăn xong rồi vô 10 giờ vô làm lễ là thấy đã luôn rồi. Chắc bụng. Đó, cả nhà thấy. Ở đây là những tô bún đó. Bạn lấy đây. Dạ chút xíu nữa chị. Để mỗi năm là thường thường lễ này á là sạch tảng có hay là những cái lễ khác nào? À, coi như hàng tuần á wow. Của mỗi tháng đều có, nhưng mà đồ ăn coi như cơm ăn này kia có thể ăn uống cũng có. Mà mỗi cái lễ lớn á đều có này hết, nguyên giống gì đi. À lễ lớn là giống như vậy. Dạ. Còn hàng tuần á. Lễ lớn như là lễ Phật đản, lễ Du Lan, gặp tháng 10. À. Tết là coi như là đãi từ sáng cho tới tối tới 10 giờ. Là y chang ngày hôm nay em quay đây. Đó, đông được. À ok. Còn chị nói hàng tuần là sao? Hàng tuần là ăn cơm. Tụng kinh ra xong rồi ăn cơm Phật tử tụng kinh. Là tuần nào cũng vậy hết. Dạ tuần nào cũng vậy hết. Là cuối tuần hay là chị? Không. Qua Chủ nhật. Dạ nhưng mà có khoảng ăn cơm là 11 giờ mấy. À, ăn cơm 11 giờ. Khi lại thầy làm lễ xong rồi bắt đầu rồi. Ồ dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Bây giờ bữa nay anh live stream đi một Phật tử như kia tao không biết á. Dạ. Cái để cho tao tới đây tao nhìn. Dạ thì hôm nay thật sự là lần đầu tiên em mới tới, tại vì em có quay trên cái kênh của em á, Bầu Trời Hilton. Đó thì mọi người cũng như coi kêu em hôm nay là chùa tu viện Phước Đức rồi, có tổ chức. Phước Đức. Đây là chị Chiếp Phúc nấu cái nồi hương chanh. Wow. Chào chị. Dạ. Không, em nghĩ là em biết, tại em cũng quay nhiều mà lần đầu tiên mới biết là có như vậy. Mỗi tuần Chủ nhật thì có thức ăn để cho phục vụ cho Phật tử. Dạ. Ok. Cái này là phi nha, không có tính tiền nha. À cái này phi gì? Mỗi nhóm là tùy theo như khả năng mỗi nhóm đúng không? 3 người, 5 người, 10 người. À. Ăn phi. Ở đây là coi như chị em đây là trong nhóm ăn nào cũng ai cũng tự quyết tâm thôi. Và tùy theo Phật tử muốn cúng dường thì vô chùa. Dạ, cúng dường thì vô chùa. À cúng dường. À ok. Còn ăn thì ăn phi. Ăn phi hết. Chẳng tiền không bán. Dạ. Dạ. Wow, hay quá. Ừ. Thì em nghĩ là cái này sẽ đưa lên thì có nhiều người sẽ biết thêm sau những cái buổi lễ lớn giống như vậy, hoặc là hàng tuần có thể tới đây. Không có đông đúc giống như vậy thôi. Đúng rồi. Cũng đông nhưng mà
quá. Nhưng mà dạ. Nếu mà tốt á thì tụi em phục vụ từ khoảng 6 giờ là cho tới 10 giờ thì dạ. Là ăn phi đó nha. Dạ dạ. Tiền đâu nha. Ok, dạ ăn phi hết. Giao duyên thôi. Dạ dạ. Ồ, dạ, dạ. Dạ, đó thì nói trước giống như gì ta biết là ta tới. Dạ. Đó thì nhà thấy đây là tới ăn là miễn phí hết nha cả nhà. Đó, thì còn cúng dường á thì mình muốn cúng dường thì có thể vô chánh điện, mình cúng dường ở ở trong chánh điện. Còn tất cả những đồ ăn ở đây đều là miễn phí hết nha cả nhà. Cả nhà chùa tu viện Phước Đức hôm nay sẽ tổ chức buổi lễ Phật đản, thì toàn lên quay clip ở ngoài cái chùa tu viện Phước Đức này cho cả nhà cùng xem nha. Rồi nhóm của anh là làm cái gì? À, nhóm của má Tâm Nhã là bún bò Huế. Đây là bún bò Huế. Dạ. Yeah. Wow. Đây quay cái nồi. Đây là cái nồi bún bò Huế. À. À. Wow. Rồi, rồi phải lên. Hấp dẫn không đây? Đây này con. Con nhỏ hả? Quá hấp dẫn. Kìa kìa em bé nó chị nữa cho em bé đó. Kìa em bé đó kìa đưa cái tôi cho em bé. Rồi, có ăn không em? Người đẹp làm con ha. Đặt quá, đặt. Nhìn hấp dẫn quá. Lấy phim nữa không thì chị lấy. Dạ thôi được rồi chị. Lấy phim đi nha. Rồi đây là tàu hủ ngay cả nhà. À, cái này là nước chua này. Cái này
đó đẹp. Ủa cú này cuốn gì chị? Chú chiên. Ủa chú chiên giờ chuối. Chuối ở đâu chị? Đó hả, ảnh đương chiên hả? Wow. Còn chị này là phụ cắt. Ngồi cho em một hai trái được không, ăn thử đi, lần đầu tiên mới. Dạ. Thử. Dạ. À. Bỏ chiên cho em. Bỏ vô. Cái này là chuối chiên. Chuối chiên mà trộn cái trộn không có bột mà chơi lăn ở này hả? Lăn bột quá mà chiên đang kia chưa. À. Không kịp giờ, mình phải làm cái này. Ok. Cái này mới ăn liền. Dạ, cái này mới ăn liền. Ok. Nó sức hàng đông lắm mà ta. Dạ. Chiên liền quá. Cái này là mình làm cái bánh gì chị? Bánh cam. Bánh cam. À. Sao chị? Rồi bánh cam nhìn thấy Hôm nay mình làm ở nhà sẵn rồi, bây giờ mình cứ bỏ vô. Sẵn làm chứ không muốn ăn làm nó không kịp. Dạ dạ. Thì ở đây mấy chị đã làm sẵn ở nhà rồi, tới đây bỏ vô mà chiên thôi, sợ có nhiều Phật tử tới nhiều quá là sẽ làm không kịp. Dạ. Cái này mình làm gì khoảng bao nhiêu phút gì? Em không biết nữa, em rảnh thấy giờ nào cái em làm không? Bỏ tủ đá. Ý nói mình chiên nhà là khoảng mấy phút? Dạ mấy phút mình thấy dần dần mình vớt lên thôi. Dạ. Dạ quá chị. Khoan quá hả? Chị từ chờ xíu em lên luôn. Wow, rồi. Ông mới nha, ông mới. Món gì ăn rồi. Nhà ơi. Hả? Xe về nhà đi. Sao? Hôm nay là quay cái đồ bánh xèo anh. Dạ, giờ em đương chuẩn bị chờ quay đổ bánh xèo đi. Quay mít anh. Wow. Cái cô áo đà là cô Superbar đây nha. Ờ dạ. Ủa cái này là cái gì vậy? Xôi mít. Lần đầu tiên mới thấy xôi mít nha cả nhà. Món này món lạ nha. Wow. Cái này cái món này em thấy là cái lạ đó là chị mới làm sau này ha, ở đâu lâu chị rồi, biết lâu rồi làm phụ lâu rồi không, mà món này là chị làm đây ha, có tờ ở bên Việt Nam mà chị này chị chế ra à, tức là do mình chế ra à, chế ra à, đây là món mít ở đây tự design ra làm luôn nha cả nhà.
Wow. Tới đây thấy nhiều cái món lạ và hấp dẫn nha. Cần thêm không? Nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Cái nhỏ nhỏ này giống như xuống cái này năm nào mình cũng làm gì hết rồi chị. À, năm nay mới làm thôi. Gì vậy? Ngồi không được. Hai cái ngồi rồi. Dạ dạ. Trời ơi, quay lại một cái cho xong. Đó, ngon không? Cái khẩu này bánh xèo. Ờ, bánh xèo. Rồi lấy cái đĩa ra đâu lên đi, ai ăn? Wow, cái này lợi hại nha. Wow. Này cho tay rồi, tay không nóng luôn. Wow. Đó cả nhà. Rồi ba, wow, quay lên. Đó, đó, có mấy cái của cái cục gì ngon ngon á. Cái gì xanh xanh đó. Đó. Wow. Đó, đó, ngon quá. Dạ. Có nhiều giống khoai môn không chị? Khoai môn, khoai lang, khoai mì với lại cái ỉ giòn á, ỉ giòn. Ỉ giòn màu xanh có lá dứa. À, khoai lang là cái màu vàng. Vàng vàng. Dạ. Khoai mì. Khoai môn, khoai lang, khoai mì. Wow, ngon quá. Nhìn thấy hấp dẫn. Rồi giờ này chị chưa có bỏ ra hả? Từng ly rồi. À, lấy đồ múc. À. Dạ. Đây là nước mía đây. Cái nước mía này nhìn y chang bên Việt Nam nhìn luôn. Quấy lên á, dạ. Cả nhà thấy hấp dẫn luôn. Xả không heo ngon không? Wow. Đó, mùi cũng ngọt đấy. Dạ. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Giờ này ăn xong rồi vô 10 giờ vô làm lễ là thấy đã luôn rồi. Chắc bụng. Đó cả nhà thấy. Ở đây là những tô bún đó. Ta lấy đây. Dạ chút xíu nữa chị để mình vui quá. Cái lò nước lèo này là cho cái bún gì chị? À, lò nước lèo cho bánh canh nha cả nhà. Wow. Vậy hôm nay chị thấy bao nhiêu cái nồi này? À, cái ở đây là 5 nồi. Còn bún bò Huế 5 nồi đó là 10 nồi. Thì hôm nay hết luôn. Hôm nay chắc hết luôn hả? Không đủ luôn đó. Tại vì phục vụ cho tới khi nào hết thôi. Wow. Vậy cái nồi này mình nếu mà mình làm về bao nhiêu lâu? Mấy ngày? Nấu sắp ngày hôm qua. Hôm qua hả? Rồi sáng nay bắt đầu mình đem gọn đầu ra đồ. Wow. Nhưng mà 4-5 giờ sáng là chị em có ở đây rồi. Dạ. Wow. Bây giờ một nếu ai nồi mà có thấy lại đây ăn giao viên thì cứ tới tù viện quốc tế. Dạ. Rồi em
quán này lên em sẽ đưa lên. Thì mỗi năm ha, là thường thường lễ này á, lễ Phật đản có hai những cái lễ khác nào? Coi như hàng tuần á của mỗi tháng đều có, nhưng mà đồ ăn coi như cơm ăn này kia có thể ăn uống không có, mà mỗi cái lễ lớn á, đều có này hết, nguyên giống gì đi. Lễ lớn là giống như vậy. Dạ. Còn hàng tuần á, lễ lớn như là lễ Phật đản, lễ Du Lan, gần tháng 10. Tết là coi như là đãi từ sáng cho tới tối tới 10 giờ. Là y chang ngày hôm nay em quay đây đông được. Ok, còn chị nói hàng tuần là sao? Hàng tuần là ăn cơm tụng ăn kinh cơm. Ra xong rồi ăn cơm Phật tử tụng kinh. Là tuần nào cũng vậy hết? Dạ, tuần nào cũng vậy hết. Là cuối tuần hay là chị? Không, qua chủ nhật. Dạ, nhưng mà có khoảng ăn cơm là 11 giờ mấy. Ăn cơm 11 giờ. Dạ, khi lại thầy làm lễ xong rồi bắt đầu rồi. Ồ dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Bây giờ bữa nay anh live stream ra đi của Phật tử như kia tao không biết á. Dạ. Cái để cho tao tới đây tao nhìn. Dạ thì hôm nay thật sự là lần đầu tiên em mới tới, tại vì em có quay trên cái kênh của em á, Bầu Trời Hilton. Dạ. Đó thì mọi người cũng như coi á, kêu em hôm nay là chùa tu viện Phước Đức rồi, có tổ chức. Phước Đức. Dạ. Đây là chị Chiếp Phúc nấu cái nồi ương chanh. Wow. Chào chị. Dạ. Không, em nghĩ là em biết, tại em cũng quay nhiều mà lần đầu tiên mới biết là có như vậy. Mỗi tuần chủ nhật thì có thức ăn để cho phục vụ cho Phật tử. Dạ. Ok. Cái này là phi nha, không có tính tiền nha. Cái này phi gì? Mỗi nhóm là tùy theo như khả năng mỗi nhóm đúng không? 3 người, 5 người, 10 người. Ăn phi. Ở đây là coi như là chị em đây là trong nhóm ăn nào cũng ai cũng tự quyết tâm thôi. Và tùy theo Phật tử muốn cúng dường thì vô chùa. Cúng dường. Ok. Còn ăn thì ăn phi. Ăn phi hết. Trả tiền không quán. Dạ. Dạ. Wow, hay quá. Thì em nghĩ là cái này sẽ đưa lên thì có nhiều người sẽ biết thêm sau những cái buổi lễ lớn giống như vậy, hoặc là hàng tuần có thể tới đây. Không có đông đúc giống như vậy thôi. Wow. Nhưng mà dạ. Nếu mà tốt á thì tụi em phục vụ từ khoảng 6 giờ là cho tới 10 giờ đi. Dạ. Là ăn phi đó nha. Dạ không dạ. Tiền đâu nha. Ok, dạ ăn phi hết. Giao duyên thôi. Dạ dạ. Mình không có lấy tiền mà không có. Dạ dạ. Dạ, đó thì nói trước giống như ta biết là ta tới. Dạ. Đó thì nhà thấy đây là tới ăn là miễn phí hết nha cả nhà. Đó, thì còn cúng dường á thì mình muốn cúng dường thì có thể vô chánh điện, mình cúng dường ở trong chánh điện. Còn tất cả những đồ ăn ở đây đều là miễn phí hết nha cả nhà. Wow. Ở đây cái gì cũng miễn phí hết nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Nước đồ kia để đây là tất cả đều miễn phí hết. Wow. Cả nhà thấy đó. Dạ, cho ngày mai. Đó, chắc mới làm. Thì siêu an tâm 18 hưởng thọ 62 tuổi. Dạ. Bên đó là linh, anh vô cái nhà là cúng linh ở trong đó. À, cúng linh ở trong này. Dạ. Còn cái này bên này là sao vậy? Là trai tăng. Trai tăng, còn ở đây là chính điện của mình. Linh để mình kia. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ. 2022. Cả nhà ơi, bây giờ còn vô chánh điện rồi nha. 27 tuổi. Kỳ siêu hương linh Natalie Kinh
Tội chương bao chương thái tiêu trừ tộc thoát ta và vạn sanh Tây phương cực lạc quốc. Phổ nguyện hiện tiền tạng môn hiếu quyến con cháu bình an kiết tường như ý nguyện. Âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tề thành Phật đạo na. Dạ. Nhà thấy đông không? Quá đông luôn. Quá đông luôn anh. Ủa chị được làm đồ hủ rồi được không được à. À. Trời ơi bà chủ nay làm thiện nguyện luôn ta cũng quả qua dạ như vậy là để công đức lại vô vàng luôn. Đó camera ok không được. Hello ba, thấy đúng không? Wow, đồ hủ quá. Ở đây em thấy mỗi gian hàng mỗi làm khác nhau hả chị? Hình như không có trùng nhau. Đúng rồi. Dạ. Tức là mình sẽ biết trước người nhóm nào làm, cái group nào làm. Ai? À. À.